Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với Gai Men Tổng Hợp. Vẫn là Gai Men Tổng Hợp đây mọi người ạ. Lâu lắm rồi chưa có cảm giác được một cái top 1 nào mọi người nhé. Nhưng mà theo mình nghĩ thì top 1 hơi khó, tại vì dân chơi nó chơi ở đây thì khá là chuyên nghiệp. Mình sẽ vào cái nhà này đi, rồi ăn xong rồi mình đi ra. Dân chơi ở đây không phải là dân chơi của thời 2018-2019 nữa, mà đây là dân chơi của 2020 rồi. Nên là cái độ bắn với cái độ nhanh nhạy của lớp trẻ trâu bây giờ khá là chuyên nghiệp. Vì mình thật sự ra thì mình chơi cái này nó không giỏi. Mình ôi là có người xuống trước mình rồi. Mình thôi, em xin có 2-3 thằng đấy rồi. À, trâu đầu đấy là tại vì nó xuống trước mọi người nhá, nó xuống trước mà mình không có súng là mình toang bọn nó ngay. Ở đây hy vọng là chưa có ai xuống, mình cứ xuống đây đi. Đó. Có người hết rồi đấy, kỳ có thằng kìa. X này mà súng đâu, không có một tấc sắt trong tay này thì đấm anh đấm cái gì. Vừa mình thấy thằng kia rồi, không không có súng để toang với nó đấy. Mình thấy nó chạy đâu rồi, hy vọng nó là bốt. À, nó chạy kìa, nhìn thấy nó rồi, đó. Chán lắm ông giáo ơi. À đây rồi, ít ra phải có khẩu lục chứ, đúng không? Ít ra phải có khẩu lục nha. À, thấy chạy mày chạy ra đây đấy, hai thằng bốt nhìn nó ngáo ngơ lắm. Đấy, dân chơi thấy chưa, mày bắn đã bắn. Mày bưởi, mày nghĩ là anh có ngắm đấy. Chạy ra đấy nào, hy vọng là hết rồi, mình chưa có mũ, khá nguy hiểm. Chưa có mũ nguy hiểm lắm, làm mỗi viên ở đầu là xong đấy, nó toạc luôn đấy mọi người. Nhìn này, cứ phải cẩn thận vẫn hơn. Hai thằng này thì nút đồ chán chê rồi bắn nhau hả? Mày. Từ lấy cái này đi. Nó bắn tèo một thằng cái này, thấy xì lên đây. Đây. Khá nhiều đồ. Chắc nó trên nhà này xuống, nó núp đồ này rồi.
thử coi. Chưa núp ở đây rồi. Kiếm đồ dùng đã mọi người nha. Ở cái nhà kia có hai thằng vừa nó quánh nhau, không biết nó chạy lên đây không. Trên đây thằng nút bữa nó mới ở đây xuống. Thế chạy đây này. Băng xuống. Khu nhà kia có chạy lên đây không? À, thường bọn này sẽ chạy lên đây. Hay nó không chạy đâu, tại vì nó đoán được ở khu vực này là kiểu gì cũng có dân chơi trên đây mà. Nếu mà nó chạy lên đây thì bọn này là khó để biết đấy. Ôi tớ đi nè. Chạy thôi, chạy thôi. Hắn xe đi. Xe bên này nhé. Đầu tiên lúc táp rồi xuống mình nghĩ vào đây là toang ấy, là vì mình lên chậm mà. Mình cố ý mình hạ cục cánh ở bên khu vực nhà e bên kia để lấy súng, nhưng mà khi xuống thì bọn nó đã vào đến nơi rồi, thì mình vào đấy chỉ có hy sinh thôi. Bắt buộc phải vào đây. Vào đây thì nó rộng hơn, biết rằng ở đây cũng có người xuống đấy, nhưng mà không ngờ rằng mình vẫn ok. Thường ở đây bọn nó hay ở đây lắm này. Hay nó lấy xong nó đi chẳng biết. Giáp hư hết rồi. Đi rồi. Chứ làm gì mà nó còn ở đây nữa anh cơ mà. Nước lôi mình chưa có bao nhiêu đúng không? Có mấy bình này. Vào trong đi. Ôi, chạy xa khu. Tránh xa khu này ra. Khu này nhiều khi dân chơi núp ở trong đấy mọi người nhá. Hay đi cướp thính nhỉ. Thính đâu mà cướp, có ai mà cướp. Để ý mấy mày đâu. Đi nó biển rồi.
qua cầu đi, qua cầu Cam Cầu đi, sợ chó thằng nào đúng không? Nhưng cơ bản là giáp là hư hết rồi, hay qua kiếm cái giáp chứ không thì toang ấy. Đây rồi. Giáp 2. Đừng thả dưới biển nha. Xe nó thu hẹp thế nhỉ, chưa có bằng lái xe này mọi người ạ, thông cảm nhé. Đi 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 đồ xe đi. Khu quân sự à? Chạy đâu vậy? Cho nó có đồ đây kìa. Bây giờ bọn nó đi hết rồi, chạy ra cầu đi, không ra cầu như chứ nó canh cầu nó chết đấy. Tại vì bo đang về về bên kia rồi, cầu thì đang trống, kiểu gì cũng có thằng canh ở đây. Mình không chạy nhanh là mình toang đấy. UAT là dễ lái hơn là Bocky mọi người ạ. Xem có thằng dân chơi nào hay không. Thính. Đi đi, cùng lắm toàn như mấy này.
Phi thật nhanh à. Rất sợ nha mọi người nhá. Ở đây nó. Còn 21 thằng thì mình nghĩ nó vào trong hết, nó không ở đây đâu. Đến lấy thính kìa. Này có X8 ngắm thì nó đến đây nó lấy rồi, nhưng mà xa quá. Nó chạy đến lấy rồi. Không ăn thua. Đạn này ít nhỉ. Nó xong nó chạy rõ xe hay chưa đến chậm. Ở đây là tình hình giữ bo rồi, mình ngồi đây thôi, xuống ngay lấy tìm ít đạn đi, không đi nữa, giữ bo rồi đó. Là chờ bo thu thôi. Ván này không top 1 thì top 2, top 3 không. Rồi, chạy vào bo này. Chạy ngược lại. Chơi này có đôi tay nhanh nhạy, đôi mắt sáng tạo nữa, phải quan sát cực kỳ tốt thì chơi nó mới là top 1 được, nhưng mình chơi vẫn không ăn thua mọi người ạ. Gà như một con gì đó, nhiều khi mình không nhanh được, không nhanh tay được á. Hết sang rồi. Đây, đây mình thấy là có đang đang chạy trên đây nè. Thấy chưa? Dân chơi đang chạy đó. Đến cái vòng bo này thì thính chơi ở kia. Đến cái vòng bo này thì bây giờ thường kia có thằng đến nữa kìa. Mình vào nhà nấp đi. Đây có vẻ nguy hiểm quá nhỉ. Nó đến đây thính. Càng vòng bo cuối này á thì chúng ta càng phải lầm. Không lầm là toang hết. Mình phải bo lên trên đây thôi. Nhìn nguy hiểm quá. Chín thằng nữa rồi. Ở đây vừa có thằng đang lo dò như thế này. Còn 9 thằng nữa thôi. Khả năng cao là ván này top 1 đấy. Anh em ạ. Nghĩ nó là khả năng cao nhé.
có đăng ở trên đây nữa này. Để nằm cho bo nó tính sao tính này. Mình có bom xăng khói à. Nâng cao. Hai con bốt à? U ba. Giữa bò này. Nhà này không? Đây này, thật là quất sau lưng ấy, khủng khiếp lắm. Chạy lên đó này đi. Tiếng cây một lúc. Vừa thấy vừa mình thấy một thằng chạy lên đây. Hay là thằng bot ta? Thính rồi ngay đây mình không biết. Trời ơi. Nét bằng đạn nó trúng thằng nào. Quá kìa. Thằng này bị thương rồi. Ôi, còn tí máu thôi. Để mình nằm bắn nó mọi người. Cấp 6. Quản nó chạy nhanh hơn một chút á, chứ không thì nó cũng toàn với mình đấy.
cơ bản mình vẫn còn non tay đúng không anh em nhỉ? Cái pha xử lý đấy nó quá kém đấy, theo mình nghĩ nó quá kém. Và xử lý không 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 có sức sức nặng, không ăn thua, quá kém luôn, hơi buồn quả đấy đấy. Hy vọng lần sau xử lý những quả nó ok hơn một chút. Đây là dễ toang lắm. Xe đây là xe chỗ này. Hụi này dễ toang lắm, nằm với em. Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Ghé xe ghé. Hạ nó chưa? Chắc chết rồi. Ô thằng này chưa hạ nó mà. Phải thừa thắng là xông lên chứ. Bò đi, chết bò bây giờ. Thằng này nó vừa ăn may thôi mọi người, xử lý nó kém lắm chứ không 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 hay. Vừa đấy là nó thừa thắng xông lên được rồi đấy chứ. Nó chưa hạ được cái thằng ô tô vừa lấy đâu. Theo mình nghĩ vậy. Chưa hạ được mà, thằng kia là còn đang ném bom mà. Rồi, cần bo rồi. Chạy nhanh. Trên kia có thằng chắc luôn, xe nó đỗ trên kia. Đó, thằng ấy chưa chết. Xe nó gần cháy rồi, bắn xe bốc cháy đi. Rồi hay đó. Xe gần cháy vẫn còn chạy. Tiếp kìa. Sau lưng, gốc cây trên kia kìa. Rồi trận đấu khá hay, tài top 2. Rồi xin chào mọi người nhé, bye bye, hẹn gặp lại những video tiếp theo của Gamer Tổng Hợp.